Dusty xin kính chào quý vị. Trong chuyến công tác của chúng tôi về Houston lần này, chúng tôi có dịp viếng thăm một factory mới, đó là công ty Mamala Kitchen. Công ty Mamala Kitchen chuyên cung cấp về nước cốt phở, bún bò Huế, chả giò vân vân. Và hiện nay sau 2 năm hoạt động thì công ty Mamala đã dời về một địa điểm mới, rộng hơn, lớn hơn, khoảng 86.000 square foot. Và như chúng ta cũng được biết rằng công ty Mamala Kitchen là một phần của những chuỗi nhà hàng Kim Sơn tại vùng Houston này rất là lâu đời. Và Dusty kính mời quý vị theo dõi một vài hình ảnh Dusty ghi nhận được tại công ty Mamala Kitchen lần này. Sau 2 năm Dusty trở lại Houston, xin anh cho biết rằng công ty của mình nó đã phát triển như thế nào thưa anh? Dạ, trước nhất xin kính chào quý khán giả của đài SBTN cũng như kính chào Dusty. Thì Mamala Kitchen 2 năm trước thì Dusty có đến thì nó là một cái chỗ nhỏ khoảng 10.000 square feet. Nhưng mà sau 2 năm được khách hàng yêu chuộng rất là nhiều và sản phẩm thì cần phải được làm nhiều hơn để phục vụ khách hàng. Thành thử là chúng tôi đã dời qua một cái chỗ mới lớn hơn và sạch sẽ hơn nhiều hồi xưa và có tiện nghi hơn và nhiều máy móc hơn và để làm đủ sản phẩm để mà có thể là làm đủ sản phẩm để phục vụ khách hàng. Được biết rằng từ một cái container lớn thì bây giờ công ty đã có thêm những cái gói sản phẩm nhỏ tiện nghi cho những người tiêu dùng. Thì xin anh có thể giải thích thêm về sản phẩm này hay không? Thì mới đầu ra đó thì mình cũng không có suy nghĩ là phải làm như thế nào, nhưng mà chỉ làm ra đó là một cái top giống như quý vị đang thấy hiện thời ở thị trường bây giờ. Nhưng mà bây giờ mình sau 1-2 năm làm thì sẽ có kinh nghiệm nhiều hơn và để cho khách hàng được tiện nghi hơn, có chỗ chất trong freezer nhỏ dễ dàng hơn. Thì giống như Disney thấy đây là một cái hộp, nó cỡ một cái iPad nhỏ, mini iPad thôi. Thay vì hồi xưa đó là một cái tháp bự mà lại choáng chỗ trong freezer. Bây giờ nó là dễ cất cho khách hàng ở trong freezer mà cũng như dễ tìm thấy ở tất cả các chợ. Mà rất là tiện nghi, mà tại vì nó là hình thức nó cô đặc hơn. Nó rất là cô đặc hơn, thành thử ra là rất là nhỏ mà thêm nước thì số lượng thì giống nhau, ra cái số 4 5 tô giống nhau nhưng mà mình nó cô đặc hơn. Thì ngoài ra thì sau đây ngoài những cái này bún bò Huế, phở gà thì cũng giống như vậy. Chúng tôi còn có thêm những cái chả giò mai mốt sẽ ra chợ đó là sẽ giò chiên sẵn luôn. Thì quý vị là thí dụ như là về nhà nó không cần phải làm mở dầu lên chiên mà chỉ bỏ vô air fryer hoặc oven thì rất là tiện, giống như là cho mấy cô cậu trẻ ở sinh viên hoặc là ở nhà mà chỉ cần tháo ra ăn 3-4 cuốn mà thôi chứ không cần phải ăn nhiều thì nó rất là tiện. Thay vì hồi xưa đó phải bắt nồi dầu lên chiên mà nhiều khi mà mấy đứa trẻ nó không biết nó chiên cũng không đúng cách đó, thì nó bị khét ở ngoài mà ở trong sống. Còn bây giờ là mình làm sẽ chiên sẵn luôn mà chỉ bỏ air fryer là xong. Ngoài phở, chả giò thì mình có thêm sản phẩm nào khác nữa không thưa anh? Hiện thời thì bây giờ phở, chả giò, bún bò Huế, phở gà và đặc biệt là sẽ ra một sản phẩm mới là phở chay. Phở chay này thì hoàn toàn là vegetable, rất là all the fresh vegetable, không có dùng một cái powder nào của vegetable hết, toàn là những cái sản phẩm, những cái vegetable mà fresh để mà nấu hàng ngày. Chứ mà cái phở chay thì sắp sửa cũng sẽ ra luôn. Yeah. Đối với khách hàng ngày hôm nay đó thì khách hàng người ta trọng cái tinh khiết, những sản phẩm mà không có bột ngọt, những sản phẩm mà nấu từ những chất rất là vệ sinh ở Mỹ này. Thì được biết công ty Mamala Kitchen là một trong những công ty mà tất cả những đồ ingredient chúng ta đều ở Mỹ và nấu ở Mỹ, sản xuất cũng ở Mỹ, đóng hộp cũng ở Mỹ. Thì xin anh có thể nói thêm chi tiết hơn chút. Thì sản phẩm của Trí thì Mamala Kitchen là hầu hết là đều từ packaging cho tới ingredient là mostly là ở Mỹ hết. Giống như cái hộp này cũng ở tại Mỹ. Mặc dù ở Việt Nam rẻ hơn là nhiều nhưng mà mình muốn để bảo đảm an toàn cho người tiêu thụ thì và tất cả material đều ở Mỹ. Tuy nhiên có một số mà ở nước ngoài thì giống như cái ingredient nó có những cái ở nước ngoài nhưng mà rất là ít. Mà đa số coi như là 90%, 95% là ở Mỹ hết. Ngay cả cái bao ni lông giống vậy cũng ở Mỹ luôn.
Được biết rằng là cái việc kiểm định của FDA và USDA rất là khó. Và Disney cũng được thấy rằng họ có luôn cả văn phòng ở trong công ty. Thì anh có thể nói thêm chút về USDA hay không thưa anh? Một cái công ty mà muốn được làm về có protein, tất nhiên là thịt gà, thịt bò hay là về meat, thì phải được sự giám định của USDA. Còn nếu mà về seafood thì là FDA. Thì công ty mình là về mua về protein, là về thịt bò, thịt gà, thành thử là phải có USDA inspector. Thì họ ở đây everyday. Thì giống như hồi nãy USDA có thấy, Destiny có thấy đó, là cái văn phòng của USDA tại đó. Thì họ đến đây mỗi ngày để inspect. Và hồi nãy cũng có thấy là họ inspect ngay cả không phải đồ ăn không, mà những cái giống như là ceiling hay cái gì mà không đúng tiêu chuẩn là họ sẽ báo cho mình biết liền. Nếu mà một có cái USDA inspector giống vậy đó, là họ phải có xuống inspect mình, giống như dọn qua đây đó, họ phải có một cái inspection tổng quát, rồi sau đó họ mới cấp cho mình một cái USDA kia bằng USDA Legend. Tất nhiên là cái số này là cái, giống như cái của mình là bằng lái xe, cái số của mình vậy đó, người ta mà còn cái factory là một cái số này, khi mà dần ngày nào còn làm là cái số này là nó sẽ suốt đời giống vậy, khi nào cái hãng còn làm. Và cái để người khách hàng khi họ nhìn cái số này họ lên thì họ biết cái hãng này ở đâu và làm như thế nào, để họ có thể investigate, hoặc là họ thích cái họ có thể nhìn thấy những cái sự bị tích cực hay là cái gì đó là cũng cái số này ra hết. Thành thử ra là mình không có, mình phải cố gắng làm cho thật là tốt để không có bị mà warning hay là gì hết. Thì so far thì thấy rất là good. Công ty có dự định là mình đưa vào thị trường Mỹ hay không thưa anh? Thật ra thì bây giờ đang work trên để vào Costco hay là xem. Nhưng mà nói đến đó thì phải nó trải ra một cái quá trình rất là, nó đòi hỏi mình phải ít nhất phải 6 tháng. Thí dụ mình dọn qua đây ít nhất phải 6 tháng và mình phải có tất cả các document, những cái gì hàng ngày mình làm đều phải giữ giấy tờ đã hết. Thì mình phải đi mướn một công ty để xuống audit mình những giấy tờ hết. Thì muốn vô Costco là coi như là phải có SQF, tất nhiên là mình được qualify thì mới được vào. Chứ nó nghĩ ai cũng nghĩ chắc đem ra chợ bán là được, nhưng mà không phải vậy. Tại vì khi mà vô Costco, Walmart vô xem thì là một cái quá trình đòi hỏi từ 6 tháng tới 8 tháng mình mới được cái đó. Thì bây giờ mình cũng hy vọng là trong vòng khoảng trong năm nay là mình sẽ cố gắng, mình sẽ có được cái third party audit mà nó pass, thì mình phải chứng minh cho Costco thấy là mình đã pass cái inspection đó thì họ mới chấp nhận mua hàng của mình. Và nguyện vọng của công ty Mamala trong những năm tới đây là gì thưa anh? Mình cố gắng là mình sẽ làm những sản phẩm để cho người tiêu thụ được thứ nhất là ngon, tinh khiết mà tiện lợi. Giống như là sắp sửa ra tới nữa là mình sẽ có cái phở bô, thì trong cái đó là một cái tô và có một cái bịch phở nhỏ hơn cái này, trong có bánh phở, hành, lá, sriracha, hot sauce rồi luôn. Thì khi mà mình về mình mở ra, mình cứ xả đá bỏ vô trong cái tô đó rồi đổ nước thêm microwave. Đó là cái nguyện vọng của mình sẽ ra để cho Costco. Tại vì thật ra bây giờ mình ra cái sản phẩm này đó mà cho người Việt mình đang xài giờ thì đa số người Mỹ cũng chưa biết dùng lắm. Nhưng mà nếu mình ra chợ Mỹ thì mình phải có một cái sản phẩm nó ready to eat, giống như là có luôn bánh phở, có nước súp đầy đủ hết, người ta chỉ microwave. Đó là cái nguyện vọng của mình. Thì mình thật ra thì cũng anh em trong nhà cũng cố gắng làm, tại vì mình thấy một cái sản phẩm nó rất là tốt cho khách hàng mà đã chứng minh cho mình thấy là trong vòng mấy chục năm nay nhà hàng mình đã xài. Thì tại sao mình không có mang ra để phục vụ những người khách hàng ở tại Houston cũng như là trong nước Mỹ, tại vì nó là được làm tại Mỹ và rất là tinh khiết và cái quality rất là good. So far thì cảm thấy rất là mà vui, là tại vì đi tới đâu thì những cái sản phẩm được người ta rất là yêu chuộng tới đó. Giống như ở Cali bây giờ thị trường rất là hầu hết là ở Orange County, LA,
đều đã có, mà nó lên tới Seattle, lên tới Philadelphia, và còn ngay cả hiện giờ cũng đang có ở Alaska. Và bây giờ mình có được bao nhiêu đại lý phân phối trên toàn nước Mỹ rồi thưa anh? Hiện thời thì bây giờ mình chỉ có 4-5 đại lý thôi. Mỗi vùng mình có một đại lý, giống như bên West thì mình có 2 người, bên East mình có 2 người, bên North, Northwest thì mình có 1 người, ở South thì mình có 2 người. Đại khái giống vậy thì để cover được, chứ mình không muốn đi nhiều người mà nó sẽ bị dẫm chân lên nhau. West Coast thì là từ Seattle, Portland, California xuống dọc xuống tới dưới này. Ở chính giữa này thì có Texas, có Oklahoma, có Kansas City, và ở bên West Coast Philadelphia, rồi Florida, New York thì cũng đại khái cũng nhiều, thì mình cố gắng sẽ mang được tới hết thành phố của nước Mỹ. Ngoài ra thì tụi này cũng có cái những sản phẩm giống như phở này, không phải là cho những người nhà xài không, mà đã cho nhà hàng. Thì bây giờ cái sản phẩm mà để cho nhà hàng cũng giống như phở này, nhưng mà bịch nó lớn hơn. Thì những anh chị em mà giống như là thích làm nhà hàng mà không muốn nấu, mà thì đã có xong, có những nhà hàng hoặc là những trường học đã xài cái sản phẩm này để họ nấu phở cho cái business của họ. Và vừa rồi là cuộc tiếp xúc với ông Trí La, giám đốc của công ty Mamala. Thì như chúng ta được biết rằng hầu như bây giờ Mamala Kitchen đã có mặt trên hầu hết 50 tiểu bang của Hoa Kỳ, và có thể trong tương lai chúng ta sẽ ra đến những nước khác nữa, phải không anh Trí? Next step là Canada. Và có thể là tới Canada, và mong rằng là sẽ vươn xa đến với người Việt hải ngoại của chúng ta. Dusty, tường trình cho SBTN từ Houston, Texas.